coi như là cái lượng củ cũng đã tương đối kín bình, rất chất lượng. Và bây giờ sẽ là hạ thổ. Bây giờ mình sẽ bỏ ba cái bình nhỏ nhỏ ra. Đấy, bạn Huy đã bê được cái bình chưa có rượu. Nhưng mà nói thế cũng nặng lên chứ chả đùa đâu. Đấy, thế là để nó sát vào cái bình kia cũng được. Nó cầm Ừ, cây khác giữa hai bên cặp nhé. cây nhỉ. À, thế thì cho sát vào phía bên tường đi cũng được. Đấy, đấy. Để xong rồi mình sẽ cho cái bình. Vâng. Đó, cho rót rượu rượu vào. Xoay 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 cái bề mặt này về trước đã, để trông nó đằng nào nó khoe cái rễ ra rõ nhất. Cái này nhiều rồi. Trông cho nó ra dáng một tí. Đấy, lúc nãy là mình đã dành về cơ bản ở đúng là phía đằng này đúng không? Ừ, ok. Giờ ổn đấy. Trông nó ra dáng một tí thế là xong rồi, rót vào đi. Nào, bây giờ ta sẽ rót rượu vào. Có cần phải phễu không? Chắc không cần đâu. Úi giời ơi, lại có một con mụ nó xuống nó theo dõi bây giờ, nhanh nhanh không nó biết. Bổ đúng không? Nó bùa nháo bùa nhào. Chồng mẹ hơi giá trị nhỉ, À, mình thì quá giá trị. này, này. Đáng nhẽ ra là cái chỗ này được 3 bình như thế này, Đúng rồi, 3 gốc như thế này mà. phải ngâm 3 bình mới đúng. Ờ, Là mình phải dồn làm sao cho đủ vừa một bình. cố gắng nhồi nhét đi chứ mãi mới là. Như này nó sao này nặng uống say. Ồ, thế mà vẫn có vẻ hơi thiếu rượu đấy nhỉ. Một can này mà vẫn chưa đầy á. Không, can này đã vậy ra rồi. Can này đã được Bình chắc này rồi. 30 lít. Mình bên hơi can này có 20 lít. Đúng rồi. Nhưng mà đã đầy cả cái cây rồi mà nó vẫn thế thì chứng tỏ nó vẫn chứa nhiều nhỉ. Thiếu mấy lít nữa.